Rồi, chào mọi người quay trở lại với kênh bán hàng đồng nghề Nhật của em ha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại này của em 0348308843. Rồi, em cập nhật mấy cái món hàng đã bán hay chưa ở trên cái tiêu đề của cái video ha. Mọi người trước khi liên hệ thì xem vô cái tiêu đề coi nó món hàng đó đã bán hay chưa để mình liên hệ cho nó thuận tiện ha. Rồi, mình theo dõi cái kênh của em thì bấm vô cái nút đăng ký kênh màu đỏ để mình cập nhật mấy cái video em đăng mới lên ha. Và hôm nay là cái video 73. Đây em có mấy món hàng này. Đầu tiên là cây hước. Cây hước này là cây hước cử gốc ha. Nè, nó chia gốc nè. Chia gốc nhanh. Của hợn mộc. Cái này thường là dùng của hợn mộc nha anh em. Hơi mọc thường dụng này ha. Đây ví dụ như anh em kê vô góc nè. Góc này 90 độ nè. Góc 45 nè. Anh em sẽ lấy một cái dấu ở đây. Đánh cái dấu ở đây. Và kẻ một đường thẳng lên là đường 45 độ. Góc 30, góc 15. Rất là tiện. Xài nhanh. Hước này hước chuyên dụng đây bề dày nữa ha, 4 phần. Hước này nó dày độ gần là cỡ 2 mm ha nha mọi người. Đây đem đo chính xác ha. Chính xác nó là 2 ly 1 ha. Độ dày nó là 2 ly 1 luôn. Rồi cây hước kè gốc có mã là 7301 ha. Giá bán 250 nha. Tiếp theo là một cây Libo. Cây Libo bằng nhôm. Đây của hương hiệu này nè. Thương hiệu này của Mỹ nha mọi người. Đây là USA nè, Mỹ sản xuất ha. Dưới nó có 500 luôn ha. Đây là cái 500 nè. Đó. Thân nó bằng nhôm. Đây có 3 cái cỡ để cân. Con khỉ nè. Này cân góc nghiêng. Này bề mặt phẳng. Này chịu đứng nè. Đây kích thước nè 23. Độ dày là 17 ha. 17 mm. 4 phần. Rồi cái cây hước nhôm của Mỹ này có mã là 7302 ha. Giá 250 ngàn. À, tiếp theo về được một cái máy câu cá. Cái thằng này là của Korea ha, là của Shimano. Thương hiệu Shimano sản xuất tại Hàn Quốc. Cái này là nó xuất cho thị trường Nhật. Đây cái mã máy nè. Máy này là máy 3000. Thường mọi người câu cá sẽ nhìn thông số này nè, sẽ biết ha cái lực của cái máy. On off. Shimano SS3000 ha. Thông số dây câu. Đây. Line nè. Đây là dây câu. Dây 0.6 nó sẽ được 125 m ha. Dây 5 là nó được 150 m. 0.3 là 270 ha. Đó. Cái độ nhỏ nó càng nhỏ thì dây nó quấn vô được càng dài. Đó, anh em xài dây 6 thì nó được 125 m. Đây Shimano. Cái nút này điều chỉnh độ
tải nặng hay nhẹ này. Máy rất là êm luôn. Cái này nó quay nó trúng cái này nè, nó kêu nè. Chứ không phải cái máy nó kêu như này. Máy quay rất là nhẹ, trơn tru, êm luôn. Còn rất là đẹp do nó đóng bụi rồi nha nè. Này rửa ra đẹp lắm. Đây, gấp lại nè. Đây nó còn sáng bóng luôn nè, không có bị mòn gì hết luôn nè. Chỗ này thường xài lâu nó sẽ mòn do cước cứa vô đây. Còn cái này xài rất là ít à, nó còn nguyên chưa có bị mòn khuyết. Rồi cái máy câu cá của Shimano này có mã là 7303 nha, giá 350.000. Tiếp theo là một cái webcam, cái dụng cụ webcam rất là đẹp. Nó là đúc nguyên cái bằng nhôm nha mọi người. Đây là đúc nguyên cái bằng nhôm. Đây rất là to, webcam này xài khá lớn nè. Đó. Cái này lọc sát nè, sát cam bỏ, trái cam bỏ ở đây, cắt ra ép xuống thì nó sẽ lọc lại sát. Và chỗ này gót gót nước ra ha. Rất là tiện lợi. Đây kích thước nó nè. Rồi cái webcam này có mã là 7304 nha, giá 450.000. Tiếp theo là một cái máy, cái máy khò của Ryobi nha mọi người. Đây là cái máy khò của Ryobi có điều chỉnh nhiệt độ nè. Đây thông số nó nè. Nó xài điện 100V nha mọi người, điều chỉnh được từ 50 độ C đến 550 độ C. 200 lít phút là gió đó, đến 400 lít phút. Xài điện 100V, công suất là 1200W. Đây của Ryobi thị trường Nhật nha. Xài điện 100V. Ở đây nó có 3 cấp độ nè. Này tắt nè, cấp 1, cấp 2. Đó. Ok. Đem thử điện cho mọi người coi. Đây là điện 100V nha. Đó chạy rồi đó. Đây nó đang là không. Cấp nhỏ nhất nè. Mình tăng lên. Đó nó nóng dần lên. Còn đây là quạt. Tăng nóng lên nha. Mọi người thấy nó đỏ lên nè. Đây nó đỏ lên nè. Đó. Cái đỏ lên mọi người. Chạy rất là êm, rất nóng luôn. Mà có thể điều chỉnh được nóng ít hay nhiều luôn. Ok, cái máy khò này có mã là 7305 nha, giá bán 600.000.
Rồi tiếp theo là em về một cây mỏ hàng nữa. Cái mỏ hàng này thì nó còn nguyên nữa, và nó bị mất tem rồi, không thấy tem. Cái này công suất nó tầm 300W thôi, 300W trở lại. Đầu rất là chắc chắn luôn. Đây cục chì nè, rất là to. À, cục đồng chứ quên, xin lỗi. Cục đồng nha mọi người, cái đầu mỏ hàng bằng đồng. Rất là to luôn. Chiều dài nó 36 ha. Rồi nó xài điện 100V luôn rồi. Nó test ok, nóng rất là nóng luôn. Rồi mỏ hàng có mã là 7306 nha, giá 600 ngàn. Rồi tiếp theo là em về 4 cây đục. 4 cây đục của Nhật. À, em bán nguyên là nguyên cái bộ là 4 cây ha. Này mọi người nhìn này. Lưỡi chưa có làm lại. Nó nguyên về sau thì đã vậy ha. Đây. Lưỡi thì nó còn khá là nguyên. Đấy. À, như cây này lưỡi rất đẹp luôn. Ok, em đo kích thước thử nha. Đây. Cái lưỡi to là 36 mm ha. Lưỡi này là 19 mm. Cái lưỡi này 18. Cái lưỡi này khoảng 16 ha. Đây chiều dài 22. Rồi 4 cây đục. 4 cây đục này có mã, 4 cây đục gỗ có mã là 7307 ha, giá bán 500 ngàn. À không, bán lẻ nha mọi người. Em bán đại 4 cây. Rồi tiếp theo một cái đầu chuyển ra kẹp mũi khoan cho cái máy bắn vít ha. Máy bắn vít chừng 6 ly 3 nè. Đầu này của Nhật. Thương hiệu là Hitachi. Đây cái logo của Hitachi nè. Thép này rất là tốt, thép nó làm rất là tốt luôn. Đầu này nè. Quan trọng là cái đầu này mọi người. Cái cục mà kẹp mũi khoan này quan trọng nhất cái đoạn này nè. Của Nhật thì nó mới cứng được. Chứ còn của Trung Quốc là xài vài lần là nó gãy liền. Đầu này kẹp được mũi 10 mm trở xuống. Cái này mình khỏi cần xài cái tai quay này làm chi khi mà xài lên máy bắn vít rồi. Máy bắn vít thì trên nó sẽ có búa, nên chỉ cầm cần vậy là mình nhích nhẹ cò là nó siết vô và nó búa một cái là cứng ngắc. Siết ra thì cũng vậy thôi, búa nó vặn ra. Ok, cái đầu kẹp mũi khoan này có mã là 7308 nha, giá 250 nha. Tiếp theo là hai cây tua vít ngắn ha, mà cái đầu to đây, cái đầu nó tới 17 mm ha, cái đầu này 19 mm, tua vít dẹt 17 19 mm, chiều dài là khoảng 15 ha, con này độ 13 đó. Đây của Nhật nè, của Vaseo nè, cái cây này của Vaseo mà. Thằng này thì của đây cũng Japan luôn ha, Made in Japan luôn. Rizuke. Rồi, hai cây tua vít này có mã 7309 nha. Bán một cặp luôn mọi người. Giá 200 ngàn. Cuối cùng là một cái cây dao của Nhật. Nó còn mới chưa sử dụng mọi người. Đây, Made in Japan luôn ha. Con dao này chưa sử dụng. Đây cái thương hiệu nó nè, Made in Japan nè, Nhật sản xuất nè, của Kai. Đây là con dao của Kai này, nó chỉ anh em mài lưỡi nè, nghiêng 15 độ.
hiệu của K nha mọi người, đây chưa sử dụng luôn. Cán này gỗ, rất là đẹp. Độ dày này thì độ dày nó là 1,5 ly nha mọi người. Cái độ dày này 1,5 ly. Chiều dài nè, chiều dài con dao 30. Cái lưỡi là 17 ha. Cái bản này 4,5 phân. Này con dao mới chưa sử dụng. Rồi, bỏ nó chỉ vô. Rồi con dao của Kai này, của Kai, thương hiệu Kai của Nhật ha. Mới chưa sử dụng, có mã là 7310, giá bán 600.000. Rồi em kết thúc cái video ở đây ha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại.